Ôi, sao vậy? Ừ? Sao? Nằm một mình buồn à? Ôi, nằm bên này một mình buồn hả? Ồ, tội nghiệp vậy hả? Ồ, đi về Cali nha. Ồ, cho con về Cali nha. Ồ, vậy hả? Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá nha. Ồ, đến đây nằm một mình. Không ai nói chuyện hết hả? Không ai nói chuyện con hết hả? Ồ, về Cali có nhiều người hả? Ồ, vậy hả con? Ồ, con muốn về Cali hả? Ồ, vậy tội nghiệp quá. Ồ, Daddy cứ vậy một mình rồi ở con một mình hả? Không ai nói chuyện hết hả? Về Cali nha. Về Cali không? Về. Ồ, cho con về Cali với ông bè nha. Ồ, gọi bạn ơi hả? Ồ. Ồ, vậy tội nghiệp quá. Tội nghiệp con tôi quá. Nó nằm một mình kìa, nó buồn quá kìa. Ôi, được ấy kìa, không ai chơi hết kìa. Ồ. Ồ, vậy á. Ồ. Ồ, trời ơi. Ồ, vậy hả? Về Cali nha. Về Cali chơi với gì? Chơi với Jaden với Eden nha. Được không? Mua vé cho con về nha. Đây thì mua vé con về nha. Về không? Nằm ở đây một mình buồn hả? Nằm ở đây con một mình con buồn hả? Ồ, vậy hả? Ngày mai mua vé cho về nha. Ngày mua vé cho về nha. Về với ông bà nha. Về với mấy bác nha. Về với cô Yến nha. Hiểu không? Ồ, chịu không? Có chịu không? Ừ? Em đi có chịu không? Chịu không? Nói đi, không là đây đi không cho về đó. Chịu không? Cho em bị bay về bên Cali lại nhá. Chịu không gan? Ừ? Không chịu hả? Không chịu hả? Khi này có ba mẹ đi mới đi hả? Phải không? Ba mẹ đi về chung nhá. Ôi, ba mẹ đi về chung nhá. Ừ. Muốn ba mẹ về chung không? Hay là Abby về một mình? Hả? Về chung hả? Về chung với con hả? Về chung đi. Ngày mai mua vé về lại nhá. Ngày mai mua. Vậy đó. Ngày mai mua vé về lại nhá. Ồ, ok, ngày mai mua vé về cho con về nha. Ồ, tội nghiệp vậy đó hả? Làm đây cứ một mình ha. Nhớ hết ngày này tới ngày kia ha. Tội nghiệp vậy đó. Ôi, nó tội nghiệp quá. Tội nghiệp nó quá. Ngày mai về nha. Ngày mai về Cali nha. Chịu không? Abby chịu không? Hả? Chịu không? Bye đi.